Xin chào mọi người nha. Mình sẽ giới thiệu với tới mọi người không khí Giáng sinh của nhà thờ Đáp Thị Cầu, xứ họ Đáp Thị Cầu. Bữa nay về chơi nên có dịp mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đáp Thị Cầu thuộc địa phận của Bắc Ninh. Xứ họ Đáp Thị Cầu thuộc địa phận của Bắc Ninh. Giáo phận Bắc Ninh, ngoài Hà Nội mọi người ạ. Đây là cổng nhà thờ, rất đẹp và rất tuyệt vời. Cổng nhà thờ nằm trên đường Hoàng Quốc Việt. Giờ này là 5 giờ sáng. Người dân ở trong giáo hội đã chuẩn bị đi lễ. Đây là cái cổng nhà thờ mình làm rất đẹp, trang hoàng cho Giáng sinh. Có đèn hoa giăng hai bên. Đây là lối vào. Có cờ màu vàng màu trắng là cờ của Công giáo á. Đây là mình đang đi vào cổng. Từ đường mà đi vào cổng khoảng 25-30 mét là tới nhà xứ luôn, tới nhà thờ luôn. Nhà này mới xây 2019, con số 2019. Đây là đến nhà thờ. Đây là đầu hồi của nhà thờ đấy mọi người. Tháp chuông nhà thờ này, cao. Cái thánh giá chỉ xuống. Thờ mình, trước mình đi thì nhà thờ không đẹp, nhưng giờ nhà thờ đẹp lắm rồi. Hai bên cũng như vậy, nhưng bên kia thì không có cái phần đất rộng như vậy. Thế nên mình sẽ không đứng quay để cho mọi người nhìn lên. Đây là sân khấu của hang đá. Dưới hang đá là sân khấu. Sân khấu để biểu diễn đêm Giáng sinh đấy ạ. Cũng đơn giản nhưng rất đẹp ạ. Ánh sao này chưa được bật điện. Chuông nhà thờ đấy mọi người. Chuông báo hiệu lễ đấy. Chuông báo hiệu đến giờ đọc kinh đấy. Đây là các phòng ốc được xây sau nhà thờ, và sân dưới là cả một dãy núi. Dãy núi đá đó. Nếu mà sáng hơn một chút thì mọi người sẽ tìm rõ hơn. Chưa được thắp đèn hết mọi người ạ. Thank you.
kiệu chúa Hài Đồng. Kiệu chứa hai đồng không phải khênh mà có bánh xe ở dưới mọi người nhé. Bánh xe ở dưới để đẩy đi đây. Người đang đọc kinh thờ lạy Đức Mẹ, đây là tượng đài Đức Mẹ. Trong này cũng có một hang đá, đá của Chúa Giêsu. Trước sân khấu cũng có một hang đá và trong này cũng có một hang đá. Không có điện nên nó hơi tối mọi người ơi. Chỉ bật điện một số nơi thôi. Công già Noel đàn tuần lộc. Biển me đi chít mớt. Đằng sau cái hàng rào kia là một cái ao đó mọi người. Trước cả khu vực mình đang đứng đây cũng là ao. Nè, cha đã tân và làm nguyên một cái tượng đài Đức Mẹ. Và những cái khối núi đá rất chi là đẹp. Cái thông Noel này, cái thông Noel của mình này. Thông Noel thì không có điện. Thế là toàn bộ khung cảnh giáo xứ Đáp Thị Cầu đã được xây dựng kiến thiết gọn gàng thành công, rất đẹp ạ. Đây là cổng sau của nhà thờ đấy, cái cổng này là bên rìa bờ ao đấy. Đường này có thể vòng ra đường Bãi Bóng rồi vòng ra đường cao tốc. Nhà thờ của giáo họ Đáp Thị Cầu bây giờ rất đẹp ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Hy vọng rằng em sẽ có cơ hội để quay những cái cảnh đẹp tiếp theo, những kiệt tác hàng đá, những ngôi nhà thờ, bao nhiêu công thiết kế của các cha, của các giáo dân. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.